danh tính lái xe container vượt ẩu trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Theo thông tin mới nhận được, ngay sau khi clip chiếc container lao như thiêu thân, lấn làn ngược chiều đe dọa an toàn của hai ô tô con xuất hiện trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận. Sáng ngày 5 tháng 9, đại diện đội cảnh sát giao thông số 1, phòng hướng dẫn tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ, Cục Cảnh sát giao thông C08 Bộ Công an cho biết đã làm rõ được tài xế lái xe vi phạm. Cụ thể, khi phát hiện đoạn clip trên vào chiều ngày 4 tháng 9, đội cảnh sát giao thông số 1 đã triển khai lực lượng để xác minh hành vi vi phạm, truy vết hành trình của chiếc xe tải để thông báo tới các chốt tận trung theo dõi xử lý. Đến 20 giờ tối cùng ngày, cảnh sát giao thông đã dừng được chiếc xe container biển kiểm soát 24H00693 tại trạm thu phí IC1, km số 6, cao tốc Nội Bài - Lào Cai và triệu tập lái xe đến làm việc. Qua làm việc, danh tính lái xe được làm rõ là Nguyễn Văn Dũng, sinh năm 1990, trú tại xã Hạ Giáp, huyện Phú Ninh, tỉnh Phú Thọ. Tại buổi làm việc, lực lượng chức năng đã tiến hành đo nồng độ cồn trong hơi thở, test nhanh ma túy đối với lái xe nhưng không phát hiện dấu hiệu sử dụng bia rượu và ma túy. Song qua cần kiểm tra tải trọng, xe container biển kiểm soát 24H00693 đã vi phạm chở quá tải trọng cho phép. Đến nay, đội cảnh sát giao thông số 1 đã tiến hành lập biên bản hoàn thiện hồ sơ để xử lý vi phạm lỗi vượt xe trong trường hợp không được vượt, xe chở hàng quá tải từ 10 đến 30% và lập biên bản tước bằng lái có thời hạn đối với tài xế container biển kiểm soát 24H00693. Trước đó, theo chia sẻ của anh Phạm Bách, là tài xế có gắn camera hành trình, khoảng 14 giờ ngày 4 tháng 9, khi anh đang di chuyển trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, đoạn giáp ranh giữa huyện Văn Yên - Yên Bái và huyện Văn Bàn - Lào Cai, thì bất ngờ phía đối diện xuất hiện một chiếc xe đầu kéo mang biển kiểm soát của Lào Cai, đè vạch liền, lấn toàn bộ làn đường đối diện với tốc độ rất cao, khiến ô tô con phải đánh lái gấp vào tận rìa đường để tránh. Bản thân chiếc xe có gắn camera hành trình cũng phải đánh lái vội vào lề đường để tránh chiếc xe đầu kéo đang lao thẳng về phía mình.